Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cái video ngày hôm nay, bên em giới thiệu đến các bác một cái mẫu micro không dây của CAVS. Đây là cái phiên bản nâng cấp các bác nhé. Đấy, phiên bản nâng cấp của CAVS model T4i. Đấy, với cái phiên bản này thì thiết kế mặt phay nhôm xước này thay đổi hoàn toàn, nâng cấp hoàn toàn với cái series cũ, series T4i cũ các bác nhé. Đấy, T4i cũ thì nó sẽ tay cái màu vàng đồng. Đấy, lần này thì tay nâng cấp này màu đen. Đấy, rất là trông rất là đẹp các bác nhá. Đấy, và cái đầu thu này thì với cái mặt này cũng thay đổi này. Đấy, mặt thay đổi hoàn toàn này. Đấy, mặt quắc một mặt màn hình LED đấy, hiển thị kênh A và kênh B này. Đấy, và tất cả các cái phím bấm đều thay đổi. Đấy, thiết kế nó đẹp hơn các bác nhá. Và màu đen này thì nó dễ dàng phối ghép đồng bộ của CAVS. Thay đổi từ cái vỏ hộp các bác nhá. Đấy, vỏ hộp này CAVS này. T4i các bác nhá. Đấy, và các bác yên tâm là tem bảo hành chính hãng của Nhật Hoàng này. Đấy, các bác có thể check mã QR để xem trên trang chủ sản phẩm cam kết mang đến cho quý vị và các bạn là những sản phẩm chính hãng do Nhật Hoàng Audio nhập khẩu. Thì trên sản phẩm đây các bác nhá. Đấy, trên sản phẩm có tem này, tem Nhật Hoàng này. Đây là cái đơn vị nhập khẩu về Việt Nam và cũng là cái đơn vị bảo hành chính hãng tại Việt Nam các bác nhá. Đấy, với model này các bác này, thiết kế rất là đẹp nhá. Và chất âm thì như các bác biết rồi, với cái tầm giá trên 2 triệu. Đấy, tầm giá trên 2 triệu một cặp micro chính hãng của CAVS thì với chất âm rất là hay. Dòng micro này thì tiếng mic rất là dày các bạn, tiếng dày ấm, hát rất là nhẹ. Đấy, và các bác nên nhớ là những cái sản phẩm chính hãng của Nhật Hoàng thì đều phải có tem các bác nhá. Đấy, tem chính hãng này. Đấy, CAVS Nhật Hoàng, logo Nhật Hoàng nhá. Đấy, sản phẩm thì các bác cứ yên tâm, bên em sẽ luôn mang đến cho các bác một cái sản phẩm chính hãng, giá tốt nhất thị trường các bác. Bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp bên em hoặc để lại số điện thoại dưới bình luận, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn và báo giá chi tiết. Và phía dưới này thì là một chiếc vang của CAVS, cũng là mẫu mới K3000. Đấy, một dòng vang rất là hay, echo rất là mượt các bác nhá. Đấy, mẫu mới vừa mới ra, vang cơ lai số. Và em sẽ ghép với chiếc đẩy Motivity mã mới MTV650 này. Và ghép cùng một cặp loa Motivity với model mới Bass 30, một siêu chấp kèn với model là DX12 Pro. Đây là phiên bản mới năm 2023, một cái series vừa mới cho ra mắt của nhà Motivity các bác nhá. Đấy, và bây giờ thì em sẽ test mic cho các bác nghe này. Đấy, tay mic CAVS đây các bác nhá. Tay mic rất là đẹp và cầm rất là chắc chắn. Alo. 5 6 7 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
3 4 5 6 7. Mic thì đặc biệt là rất là nhẹ nhá. Đấy. Mic thu rất là tốt, sóng rất là ổn định. Và bây giờ em sẽ test một cái đoạn karaoke. Và các bác nào đang xem video này vui lòng ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Nghĩa Thơm Audio. Và bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em để có mức giá chi tiết hơn các bác nhá. Đấy, mời các bác cùng đeo tai nghe để trải nghiệm chất âm. Còn gì đâu em nhắc nhở chi cho thêm buồn. Còn gì đâu em sao còn đến nắng cay thêm. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi.